Anvin 5SC, công nghệ dung dịch huyền phù chuyên biệt. Anvin 5SC có dạng thành phẩm dung dịch huyền phù đậm đặc. Đây là sản phẩm trí tuệ của Syngenta với công nghệ gia công thành phẩm đặc biệt ở tất cả các thuốc có cùng dạng chế phẩm của Syngenta, giúp cho thuốc có thể phát huy cao nhất hiệu quả kiểm soát dịch hại cũng như an toàn cho cây trồng. Để hiểu rõ những ưu thế tuyệt vời của dạng thành phẩm đặc biệt này, xin mời bà con cùng theo dõi một thử nghiệm sau. Thử nghiệm nhằm đánh giá về độ hòa tan của sản phẩm Anvin so với các sản phẩm thứ cấp trên thị trường mà nhiều bà con nông dân quen gọi là hàng nhái. Rắc đều thuốc. Rót mỗi loại thuốc vào một chiếc cốc. Bên phải là sản phẩm Anvin 5SC chính hiệu Syngenta và bên trái là một sản phẩm thứ cấp bất kỳ. Sau đó, tiếp tục lường cùng một lượng thuốc vào hai ống đông nhỏ để cho vào hòa tan trong ống đông lớn cùng chứa nước trong suốt. Chúng ta hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra. Quan sát, bà con dễ dàng nhận thấy sản phẩm thứ cấp bị vón cục, lợn cờn, khó tan, trong khi sản phẩm Anvin 5SC chính hiệu của Syngenta thì hòa tan nhanh và đều. Tính năng vượt trội này đến từ công nghệ chất phụ gia tiên tiến của Syngenta. Khi quan sát một cách chi tiết hơn, chúng ta sẽ thấy ở sản phẩm thứ cấp là một dung dịch hòa tan thiếu tính đồng nhất và dị biệt trong tính phân bố. Chính các biểu hiện bất lợi về mặt lý tính này sẽ rất dễ gây ngộ độc cho cây trồng hay không thể kiểm soát dịch hại một cách hiệu quả. Nhìn vào dung dịch Anvin, bà con sẽ thấy những tinh thể thuốc cực mịn lơ lửng trong nước. Đây chính là biểu hiện đặc trưng của dạng dung dịch huyền phù chuyên biệt, được nghiên cứu và lựa chọn để cho ra một dạng thành phẩm tuyệt vời của Anvin 5SC, giúp cho thuốc có thể phân bố đồng đều gần như tuyệt đối trên các bộ phận cây trồng mà chúng tiếp xúc. Điều này một lần nữa khẳng định chất lượng và những giá trị thiết thực trên đồng ruộng trong kiểm soát dịch hại mà các sản phẩm Syngenta nói chung và Anvin nói riêng mang lại. Với Anvin 5SC, không chỉ giúp tối ưu hiệu quả phòng trừ nấm bệnh, đặc biệt duy trì khô vằn và lem lép hạt. Sử dụng Anvin giúp gia tăng mật số diệp lục tố ở lá, giúp cây trồng quang hợp hiệu quả, tối ưu hóa năng suất, mang lại sự yên tâm cho bà con nông dân về một vụ mùa bội thu. Anvin, sức sống xanh, chính hiệu, hiệu quả, tin cậy.